chào mừng các bạn đã đến với vlog của Yến Trần. Các bạn ơi, cũng lâu rồi Yến không có làm những cái video giới thiệu về chủ đề ẩm thực cũng như là những cái địa điểm ăn ngon ở Sóc Trăng của quê Yến. Hôm nay thì Yến sẽ quay lại với chủ đề này. Món ăn mà hôm nay lựa chọn rất là phù hợp với cái thời tiết hiện tại, đó là món lẩu dê. Yến sẽ ăn tại quán lẩu dê Hoàng Thám, đây số 259, số 259 trên đường quốc lộ 1A của thành phố Sóc Trăng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào kêu lẩu dê ăn rồi Yến sẽ giới thiệu với tiếp với các bạn. Nếu mà các bạn đi cỡ chừng 2 đến 3 người đó thì các bạn có thể kêu cái lẩu nhỏ là khoảng 150 nha. Hoặc là các bạn đi mà khoảng 4 người mà có thể ăn nhiều hơn đó thì có thể kêu cái lẩu dê lớn nha. Yến đi có 2 người thôi cho nên là Yến kêu cái lẩu dê nhỏ 150.000. Ở đây thực đơn thì chỉ có ít món lắm các bạn, nhưng mà chủ yếu là những cái món về dê. Đây là có lẩu dê lớn nè, lẩu ngọc dương, dê xào sa tế, sườn dê nướng, hú dê nướng, dê hấp tía tô, dê chiên sả ớt, chủ yếu các món về dê thôi. Cho nên nó là dê ở đây á, Yến ăn rất là nhiều lần rồi, rất là chất lượng, rất là ngon. Thì để Yến sẽ ăn thử rồi chuẩn bị cho các bạn nha. Cho nên quán không có bán nữa các bạn. Thì bây giờ Yến sẽ giới thiệu với các bạn những cái ủa lẩu đem ra rồi hả? Rồi cảm ơn anh. Đợi lẩu sôi đi mình nói sơ một chút. Những cái món mà mình ăn kèm với lẩu này, cái thứ nhất là tàu hũ hay là đậu hũ gì đó. Đây, đậu hũ non với lại đậu hũ chiên. Một dĩa như vậy á thì nếu mà mình ăn á thì sẽ tính thêm tiền nha các bạn. Là một dĩa là 10.000. Rồi cái này, đây cái này là cái mà Yến thích nhất. Ăn lẩu dê nhất định là phải có nhưng mà vẫn phải tính thêm tiền nha. Tại vì sao mà phải tính thêm tiền? Tại vì cái nồi lẩu ấy kêu á hai người là 150.000. Những cái món này nè là tại vì có người ăn có người không ăn. Nếu mà ăn thì mới tính tiền, còn không ăn thì không có tính tiền. Một cái chén này gọi là chén tỉnh dê các bạn. Một chén là 20.000 mà cái món này Yến cực kỳ thích. Ăn lẩu ở đây nhất định Yến phải kêu cái này, không có là ăn không được, ăn không có ngon. Cái món ăn kèm tiếp theo là trứng gà ta các bạn. Trứng gà ta này ở đây bán một trứng 5.000. Khi mà mình ăn thì mình đặt vô ăn rất là ngon, thì rất là thích cho nên là cũng phải ăn. Rồi mình sẽ ăn kèm với mì. Đây mì và các loại rau. Đây rau ở đây thì mình có hành lá nè, mồng tơi nè, cải xanh nè, ở dưới rồi còn có rau đắng nữa. Xôi rồi các bạn ơi. Wow, thơm quá. Yến đã đói bụng lắm luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ rau và ăn nha. Ở đây thì Yến rất là thích ăn cải xanh đó, và ăn cải xanh với lại mình tơi Yến không có thích lắm cho nên chỉ bỏ ít thôi. Đây. Cải xanh, mồng tơi với lại hành lá. Đây, hành lá mình ở đây để cái cọng to lắm nên mà Yến ăn thì Yến sẽ đặt ra cho nó nhỏ nhỏ để ăn cho dễ. Ở phía dưới này còn có rau đắng nữa. Đây, đây là rau đắng.
Cái nồi này nó hơi nhỏ các bạn, nhưng mà đồ ăn rất là nhiều nha. Bởi vì Yến sẽ bỏ rau ít thôi, rồi mình ăn tới đâu thì mình sẽ ép tới đó. Vậy Yến sẽ bỏ mì vào để ăn chung. Thơm lắm luôn. Thơm cái mùi mà giống như là quế đại hồi á các bạn. Rồi mình sẽ bỏ các cái nguyên liệu mà mình ăn á, mình sẽ bỏ vào như tàu hủ nào mình sẽ bỏ vào. Chứ không có là hiện tượng nó đúng không? Cái của Yến lau hoành tráng đúng không, cái nồi lẩu á. Cái này mình sẽ bỏ miếng vào nha. Cái tỉ này cực kỳ thơm mà nó béo luôn các bạn, ngon lắm. Ấy trời nóng nó văng. Nhẹ nhàng thôi để thôi nó bể. Rồi cái cuối cùng là trứng gà non. Mình sẽ đập ra. Chút nữa trứng gà nó sẽ chín thôi các bạn. Giờ mình sẽ vớt mì ra mình ăn nha. Mì đã chín rồi nè. Để Yến thử một miếng nước lẩu coi hôm nay nấu như thế nào nha. Cực kỳ đậm đà luôn các bạn, thơm dữ lắm luôn. Thơm cái mùi mà quế đại hồi á, thường á là những cái món mà từ dê á, thịt dê á, thì thường nó có cái mùi hơi khai khai của con dê, cho nên khi mà làm á, người ta phải làm cái thịt dê rất là kỹ để cho nó không có hôi. Mà thường các món lẩu dê thấy á, là đa số là người ta sẽ làm bằng các cái vị thuốc bắc, nhưng mà ở đây á cũng có thuốc bắc luôn các bạn, nhưng mà cái mùi của nó không có bị quá nồng làm cho mình khó chịu, ăn vào rất là vừa ăn. Mà đặc biệt là Yến thích cái mùi mà thơm của quế với đại hồi. Ngon quá. Sẽ gắp một miếng rau rồi nha. Rau nãy giờ Yến bỏ hơi lâu cho nên nó bị mềm rồi. Nãy Yến quên nói các bạn đó, ở trên đó là có cái lá mà tím tím là lá tí tô đó các bạn. Thì cái trong cái lẩu này nè có sen nè. Đây, còn này là tàu hủ kỳ. Tàu hủ kỳ chắc cũng có nhiều bạn biết đúng không? Đây còn như này. Cái này là vú dê. Vú dê đó các bạn. Rồi dưới đây là đây là những cái cục thịt dê nè. Thấy chưa? Nhìn là thấy thèm liền. Đó. Tối quá rồi, bây giờ Yến phải ăn một cái rồi sẽ nói tiếp với các bạn nha. Có nhiều cái điều mà Yến muốn giới thiệu về cái quán lẩu dê này lắm. Quán lẩu dê Yến rất là thích ở tại Sóc Trăng này. Ăn cái này là các bạn nhớ phải chấm với cái nước này nha. Yến quên để ớt vào nữa. Để mình bỏ miếng ớt vào cho nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ chấm cái chao này mình ăn nha, rất là ngon đó các bạn. Yến vừa mới nhai cái miếng mà vú dê á các bạn, chấm vào cái nước này nè, nước chao này là rất là thơm vừa ăn. Cái thịt dê ở đây nấu không hề bị hôi nha, mà cái vú dê nãy ăn nó không có bị quá dai, mà nhai là có rất là cũng rất là dễ dàng, nhưng mà không phải là nấu mà quá lửa thì nó sẽ bị bỏ tường. Vừa ăn các bạn, thịt này là vừa chín tới ăn rất là ngon các bạn thấy không? Vớt tỉ rồi mình ăn luôn. Tỉ này chín rồi đó, nãy giờ để cũng lâu rồi. Cái tỉ này cực kỳ béo nha các bạn, béo lắm luôn á. Mình cũng chấm vào trong cái chao này, mình thích cái nước chao ở đây lắm. Đây người ta pha chế vừa miệng. Nó béo mà nó thơm cực kỳ luôn các bạn. Béo quá là do cái tỉ nó béo, còn cái độ nấu trong cái nước này nè, cho nên là nó thơm. Cái mùi của nước lẩu mà mình chấm vào cái chao này nó ăn nó càng đậm đà hơn, thơm ngon hơn.
trong đây còn có củ hành nữa, củ hành nó sen. Ý thấy 150.000 như vậy là rất là nhiều nha các bạn, nhìn thấy vậy thôi chứ thật ra là nhiều lắm. Bên dưới này là thịt rất là nhiều, đây các bạn xem. Nếu mà các bạn mà đi ba người á, nhưng mà cái các bạn ăn không được nhiều thì các bạn nên kêu cái lẩu nhỏ thôi, đừng có nên kêu cái lẩu to quá ăn không có hết đâu. Còn nếu mà đi khoảng 4-5 người á, thì mình có thể kêu cái lẩu lớn nếu mà các bạn ăn nhiều á. Mỗi lần Yến ăn ở đây hả, là đi hai người thật ra là nhiều khi là ăn không có hết, tại vì rất là nhiều mà ngon nữa. Ở cái quán lẩu dê Hoàng Tháp này nè, cái công thức nấu cái món lẩu này là cái công thức gia truyền của cái gia đình ở chỗ quán này. Thì quán hiện tại là có tới 7 chi nhánh. Cái thương hiệu mà quán lẩu dê Hoàng Tháp này đã là bán 11 năm rồi đó các bạn. Yến rất là thích, ăn rất là ngon. Yến cũng ăn được nhiều năm ở quán này rồi. Hiện tại 7 chi nhánh thì cái chỗ mà Yến đang ăn là 259 đường quốc lộ 1. Rồi còn 6 chỗ khác thì Yến có biết được một vài chỗ và có ăn thử. Là chỗ ở huyện Mỹ Xuyên. Ở Mỹ Xuyên là Yến ăn rồi luôn, cái hương vị Yến hình như vậy. Tại vì ở đây là anh em trong gia đình nấu không à, cùng một công thức cho nên nước lẩu đều rất là ngon và nó giống nhau hết. Chỗ nữa là Trần Đề, Thạnh Trị với một cái vài địa điểm hình như là ở Bạc Liêu đó mà. Yến có nghe chủ quán nói vậy mà mình không thể nào nhớ hết được từng địa điểm. Chỗ nữa ngay đi ăn là chỗ này, tại vì nó trong Sóc Trăng. Giờ tối là họ sẽ đóng cửa các bạn. Thường thì quán rất là đông khách. Các bạn nhìn thấy ở phía sau Yến là thủy vắng đúng không? Nhưng mà thật ra là tại vì Yến lựa ngay cái giờ đó mà vắng để Yến lại ăn cho nó nhanh. Nếu mà lại ngay cái giờ đông khách là sẽ đợi rất là lâu các bạn. Thường là tầm từ khoảng 5 đến 6 giờ trở lên tới tối đó nha, là quán cực kỳ đông khách. Nếu mà mình ăn mình phải đợi hơi lâu á. Và Yến thấy là quán này đó nha, là người ta sẽ đi theo nhóm, đi theo gia đình đó các bạn. Ở đây Yến thấy là những cái người mà làm văn phòng là ăn rất là nhiều, đặc biệt là do kế bên này Yến thấy là có một cái ngân hàng Đông Á và khu ở trên đây là có nhiều cái doanh nghiệp đó. Thì Yến thấy là nhân viên người ta ghé đi ăn đông lắm. Yến thấy ở trong cái nồi mà lẩu dê này là các bạn là rất là dinh dưỡng, tại vì toàn những cái món mà ngon bổ dưỡng không à, giống như là thịt dê nè, rồi Yến bỏ thêm trứng gà ta nữa cho nên ăn rất là ngon, rồi thêm cái tỉ dê và tàu hũ. Ở trong đây có ba loại tàu hũ luôn, tàu hũ nãy rồi đây là tàu hũ tàu hũ chiên, tàu hũ non, rồi thêm cái tàu hũ ki nữa. Ba loại tàu hũ cùng với các loại rau và cái nước lẩu thì được nấu bằng những cái vị thuốc bắc nữa, cho nên ăn cái món lẩu dê này nè rất là tốt cho sức khỏe. Nãy cho các bạn xem thực đơn của quán á, thì quán nó không có nhiều món nhưng mà chủ yếu các món là từ dê thôi, cho nên ở đây người ta làm dê thịt dê ăn rất là chất lượng, không bị hôi. Và nhất là cái món lẩu dê này nè các bạn, thì Yến ăn là cái thịt dê được nấu vừa tới, nó không có quá không quá dai hoặc là không có bị nấu quá lốt đến nỗi mà nó gục cái thịt, mình ăn vừa. Và cái nước đây thì các bạn thấy nó rất là trong đậm đà nha, thơm đậm đà lắm, rất là trong, nó không có nhiều cái váng mỡ cho nên khi mình ăn nó không có bị ngán, rất là ngon. Cho nên là Yến rất nhiều cái điều mà Yến rất là thích cái quán lẩu dê Hoàng Tháp này. Yến ăn ở đây là nhiều năm rồi đó các bạn. Đây là cái cục thịt dê nè, nhìn ngon ghê ha. Yến ăn cái này là Yến chấm cái nước này nhiều lắm, chấm cái thấm hết luôn. Vậy là hôm nay Yến lại
bạn giới thiệu với các bạn thêm một địa điểm ăn ngon ở tại Sóc Trăng quê Yến là quán Lẩu Chê Hoàng Tám. Thì đây là một cái món ăn miễn phí vừa thơm ngon lại vừa bổ dưỡng các bạn. Quán Lẩu Chê Hoàng Tám này là nổi tiếng là quán lẩu dê, là món lẩu dê, nhưng mà ngoài món này ra thì còn những cái món khác cũng miễn phí, những cái món khác nó cũng rất là ngon các bạn, như là món mà sườn dê ướp sơ tế nướng này, nướng dê nướng này, những món đó rất là ngon. Mà tại sao phải thông minh tiếp, tại vì một cái lẩu kia cho hai người ăn thì ăn vẫn còn dư các bạn, tại vì quá ngon, nó quá nhiều, mà kêu lên nữa thì ăn không hết lại rất là ổn. Nếu mà cái này mà các bạn muốn ăn mà nó ngon dữ hơn đó thì các bạn có thể đi theo nhóm hoặc là đi thêm với gia đình á, đi đông á ăn sẽ tiện hơn, vì mình kêu một cái lẩu dê lớn cũng ngang rồi, cái mình có thể kêu được thêm nhiều món nữa, ăn nhiều người vừa rẻ tiền ăn được nhiều món mà nó lại tiện nữa, đúng không các bạn? Ý nhắc lại địa chỉ của quán một lần nữa là quán Lẩu Dê Hoàng Thám, nằm tại số 259 đường quốc lộ 1 thành phố Sóc Trăng, cạnh bên ngân hàng Đông Á, nằm ở mặt lộ luôn, rất là dễ tìm các bạn. Quán mở cửa từ 11 giờ trưa cho đến 11 giờ tối. Nếu mà các bạn nào mà có thích cái món lẩu dê thì có thể đến đây ăn thử nha. Nếu mà bạn nào mà thích cái món lẩu dê này nè thì có thể đến quán Lẩu Dê Hoàng Thám này để ăn thử nha. Thì thấy cái nước dùng ở đây nấu rất là vừa miệng, nó không có quá nồng nước bắc. Mỗi lần mà Yến đi ngang cái quán này nè các bạn, đi trên đường quốc lộ mà đi ngang á thì cái mùi của món lẩu dê này là rất là thơm, rất là khúc Yến. Mặc dù là nấu với thuốc bắc nhưng mà khi mình ăn á là cái mùi nó không có quá nồng, cái vị thuốc bắc làm cho mình khó chịu. Yến thấy là rất là vừa ăn. Nếu mà bạn nào mà thích cái món lẩu dê này có thể ghé quán Lẩu Dê Hoàng Thám này để ăn thử nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video của Yến, và nếu yêu thích video của Yến thì nhớ cho Yến một nút like và một nút đăng ký để ủng hộ cho kênh Yến nhé. Sớm video thì đăng mỗi ngày vào khung giờ 19 giờ mỗi tối, các bạn nhớ đón xem nha. Còn bây giờ xin cảm ơn và xin chào.